Sang sale được cái quạt giá rẻ, cô gái háo hức nhận hàng cắm thử, nhưng sao nó lạ lắm. Mặc dù sau bao lần hụt hẫng vì sang sale trên mạng, cô gái vẫn chưa thôi hy vọng và chưa hết đam mê sang sale. Mới đây cô gái lại tiếp tục săn được một chiếc máy quạt 3 chân, nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, lại vô cùng đáng yêu. Hàng giao tới cũng đúng mẫu nên cô gái khá an tâm. Thế nhưng tới khi cô gái hào hứng cắm điện dùng thử chưa được 3 phút thì phát hiện mình mua phải chiếc quạt biết đi. Theo đó, chiếc quạt chưa kịp thổi gió cho mát căn phòng đã lén lút quay lưng bỏ sang nhà hàng xóm để làm mát cho nhà người ta. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho cộng đồng mạng được một phen cười ngất trước hậu quả của việc đam mê săn sale vô tội vạ. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: đến cái quạt cũng chê chủ nghèo rồi bỏ nhà đi, nhà gì mà nóng quá bỏ nhà ra đi luôn cho rồi, mua được cái quạt mát sang tận nhà hàng xóm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.